Người giàu có hay không, nhìn bốn đặc điểm này là biết. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, nhiều người cho rằng giàu có là từ chỉ nhóm người nằm trong top 1% thu nhập cao nhất thế giới, hoặc đơn giản là người có thể mua siêu xe, biệt thự và dành phần lớn thời gian cho các chuyến nghỉ dưỡng sang trọng. Nhưng cuối cùng, giàu có cũng có thể mang tính chủ quan như hạnh phúc, tùy vào cách cảm nhận của mọi người. Nhưng vẫn có một vài dấu hiệu điển hình về giàu có. Đây chính là một trong những thuật nhìn người mà người trưởng thành nên có. Điều này có thể được vận dụng trong cách kết bạn hoặc chọn đối tác làm ăn để không chịu nhiều thiệt thòi. Vận dụng thuật nhìn người trong 4 điều dưới đây để nhận biết một người giàu hay nghèo. Mời quý vị cùng đón xem và suy ngẫm nhé. Thứ nhất, ăn mặc. Nhiều người cho rằng mặc đồ hiệu, đi xe sang, đầu tóc bóng loáng, xách túi đắt tiền, trang điểm cao quý chắc chắn là người giàu có. Điều này thật sự quá sai lầm. Xã hội ngày nay đã không còn như thời những năm 1980. Những người thích mang dép lê đi ra từ khách sạn cao cấp hoặc ăn mặc giản dị, xếp hàng mua đồ ăn ngoài đường. Có thể đó mới là biểu hiện của người giàu có thật sự. Vì vốn dĩ đã sở hữu quá nhiều tiền, nên họ không có nhu cầu thể hiện điều đó ra bên ngoài, cũng không phải loay hoay với suy nghĩ phải ăn mặc sang trọng để người ta biết mình giàu. Thời ngày nay, trang điểm lộng lẫy, ăn mặc bóng bẩy chính là đặc điểm của người nghèo cần được sự chú ý. Vì khi không có tiền, con người ta dễ đánh mất bản thân bởi lòng hư vinh, phù phiếm. Bởi lẽ, chỉ khi nhận được ánh mắt trầm trồ của người ngoài, họ mới cảm thấy thỏa mãn và an toàn. Thứ hai, cách ăn nói. Người giàu có rất chú ý trong vấn đề ăn nói và giao tiếp hàng ngày. Gặp người giàu, họ sẽ không dễ dàng tiết lộ thân phận cao sang của mình cho bạn biết, mà chỉ giao lưu như một người bình thường. Nếu bạn vừa gặp một người đàn ông mà họ đã khoe khoang về sự giàu có của mình, họ hứa rằng ngày mai sẽ cho bạn căn nhà, ngày mốt cho bạn chiếc nhẫn kim cương. Hầu hết những tên đàn ông này chỉ là kẻ lừa tình, lừa tiền, không phải dạng thiếu gia giàu có thật sự. Đàn ông giàu có rất sợ tình yêu không vững bền và sợ phụ nữ đến với họ chỉ vì tiền. Người giàu ăn nói cũng biết chừng mực hơn, không khoe khoang, không nói chuyện đào to búa lớn. Thứ ba, cử chỉ. Khi có một người bạn mới nhưng bạn không hề biết điều kiện kinh tế của đối phương thì có thể quan sát cử chỉ, hành vi của họ. Nếu đối phương nhiệt tình quá mức hoặc ra sức nịnh bợ thì tôi dám chắc với bạn rằng đây không phải là người giàu, trừ phi bạn sở hữu nhan sắc động lòng người hoặc có gia thế to lớn. Người giàu có cao sang sẽ sở hữu khí chất riêng. Có người thì quyền quý, có người thì giản dị đầy lương thiện, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là sự lễ độ và chừng mực trong phong cách sống. Họ biết tôn trọng bạn, hành xử có nguyên tắc và có văn hóa. Đây chính là đặc điểm của người giàu có. Điều thứ tư, sự hào phóng. Người giàu có sở hữu sự hào phóng đặc biệt, không phải là ở phương diện tiêu tiền mà là trên mọi mặt cuộc sống. Kể cũng lạ, người giàu ngày nay lại chi tiêu cần kiệm, ăn mặc giản dị, thậm chí còn tầm thường hơn người bình thường. Song người nghèo lại thích chi tiêu hoang phí, mặc đồ hiệu và nợ nần ngập thân. Người giàu có tập trung đầu tư cho kế hoạch xa, chứ không chôn chân trong hiện tại. Ngược lại, người nghèo thì chỉ biết sống nay tính mai, được ngày nào hay ngày đó. Bản thân được thỏa mãn rồi mới tính đến chuyện tương lai. Quý vị thân mến, muốn trở thành một người giàu có, trước hết phải có thói quen của một người giàu, sau đó mới dùng tư duy của người giàu để kiếm tiền. Đây là một trong những định luật quan trọng trong việc làm giàu. Vậy bạn đã từng tự hỏi người giàu nhờ vào đâu để trở nên giàu có chưa? Sau đây là 3 thói quen và 6 tư duy giúp người giàu ngày càng hái ra tiền. Không hiểu được thì bạn mãi nghèo.
mời quý vị cùng chú ý lắng nghe và suy ngẫm nhé. Thứ nhất, ba thói quen vàng của người giàu. Người giàu có vô vàn những thói quen vàng giúp họ trở nên giàu có, thịnh vượng. Trong đó có ba thói quen rất đáng để học hỏi. Nếu bạn rèn cho mình ba thói quen này, công việc kinh doanh của bạn sẽ rất hiệu quả đấy. Thói quen thứ nhất, học cách tận dụng thời gian để kiếm tiền. Thời gian là tiền bạc, điều này chắc chắn chúng ta đều biết. Tuy nhiên trên thực tế, đại đa số trong chúng ta đều có thói quen kiếm tiền hoàn toàn dựa trên sức lao động của mình. Trong khi đó, đại đa số người giàu lại có thói quen làm giàu bằng cách tận dụng triệt để thời gian của mình. Vậy thế nào là tận dụng thời gian để kiếm tiền? Đó chính là ngay cả trong thời gian bạn không làm việc, bạn cũng kiếm được tiền. Giá trị tài sản của bạn vẫn không ngừng tăng lên. Đây được gọi là kiếm tiền ngay cả khi đang ngủ. Thông thường, chúng ta sẽ sử dụng 8 giờ hàng ngày để đi làm, kiếm tiền. Thời gian còn lại dành cho sinh hoạt đời thường. Tuy nhiên, người giàu thì khác. Ngoài khoảng thời gian 8 giờ đi làm hàng ngày, họ sẽ tìm mọi cách để kiếm thêm thu nhập. Đây chính là một trong những mấu chốt quan trọng để trả lời cho câu hỏi: những người giàu nhờ đâu mà trở nên giàu có đến vậy? Vì vậy, nếu muốn trở thành người giàu có, bạn cũng nên có thói quen kiếm tiền ngoài giờ hành chính đi là vừa. Tất nhiên, bạn cũng nên chú ý phương pháp, cách thức. Nhất là khi mới bắt đầu thói quen này, bạn nên hướng tới những sở thích, hứng thú của bản thân, rồi dần dần kiếm tiền từ đó. Thói quen thứ hai, biết cách học hỏi người khác. Nếu muốn trở thành người giàu có, bạn cũng nên có thói quen học hỏi, noi gương những người giàu. Bởi lẽ, những thứ mà người giàu có được đều đã được bản thân họ chứng minh qua thực tiễn. Nếu có thể học hỏi một phần nào đó ở họ, chắc chắn sẽ hơn hẳn so với việc bạn tự mình khổ sở đi tìm tòi, trải nghiệm rồi đúc kết. Điều mà sẽ làm tốn rất nhiều thời gian của bạn và con đường dẫn tới sự giàu có lại ngày càng xa hơn. Cũng giống như lời một nhà khoa học đã từng nói, sở dĩ ông có thể nhìn xa trông rộng là vì ông đứng trên vai của người khổng lồ. Quá trình trở thành những người giàu có cũng tương tự như vậy. Chúng ta cần đứng trên góc độ của người giàu để quan sát, tư duy mọi việc. Thói quen thứ ba, biết cách lựa chọn và từ bỏ đúng lúc. Một người giàu thực sự, tài sản của họ chắc chắn không đến từ việc điên cuồng kiếm tiền. Có gì làm nấy, mà đó là kết quả của việc biết cách lựa chọn và từ bỏ đúng lúc. Nếu không hiểu được điều này, hành trình làm giàu, thậm chí cả cuộc đời của chúng ta cũng sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn vì không có phương hướng chính xác. Sự nghiệp và tài sản của chúng ta cũng khó mà bước tiếp, thậm chí còn đi xuống thảm hại. Cần phải chỉ ra rằng, lựa chọn thực sự không phải là lựa chọn một cách mù quáng, chọn đại, mà đó là kết quả của lý trí, của việc phân tích, cân nhắc cái được, cái mất. Từ bỏ cũng vậy, hoàn toàn không phải từ bỏ một cách vô lý, mà là sau khi từ bỏ những thứ không phù hợp, không có lợi cho bản thân, bạn sẽ tiếp tục mạnh dạn tiến lên phía trước. Trên đây là ba thói quen của người giàu mà bài viết muốn nhấn mạnh. Bạn đọc cũng có thể dựa vào tình hình thực tế của bản thân để học hỏi những thói quen khác của người giàu. Điều thứ hai, 6 tư duy giúp bạn hái ra tiền. Sau khi đã có nền tảng là những thói quen vàng của người giàu, chúng ta sẽ tiếp tục dùng tư duy của người giàu để kiếm tiền. Sau đây, xin giới thiệu 6 tư duy quan trọng của người giàu rất đáng để bạn học hỏi. Tư duy số 1, biết cách hành động. Một trong những điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa tư duy người giàu và tư duy người nghèo đó là người nghèo có thói quen chờ đợi, còn người giàu lại đam mê thử nghiệm. Người nghèo suy đi tính lại, còn người giàu thì luôn hành động. Trong trường hợp chưa nắm bắt rõ được tình hình, người nghèo lựa chọn quan sát, còn người giàu sẽ luôn đi trước người khác một bước. Tư duy số 2, quyết đoán. Người giàu cũng có lúc phải suy nghĩ kỹ càng,
nhưng một khi họ có mục đích cụ thể, họ sẽ rất quyết đoán. Họ thường quan niệm thà phạm phải sai lầm chứ không để tuột mất cơ hội. Ngược lại, người nghèo lại thường có tâm lý lo trước sợ sau, dò dự và cuối cùng không thể đưa ra quyết định. Tư duy số 3: phát triển nguồn thu nhập mới. Trong quá trình làm giàu, ngoài việc chi tiêu tiết kiệm, người giàu còn đẩy mạnh phát triển tiền tài, không ngừng tạo ra nguồn thu nhập mới. Trái lại, đối với người nghèo, họ thường chỉ chăm chăm vào việc tiết kiệm như gửi ngân hàng, thắt chặt chi tiêu. Nhìn vào hai lối tư duy trên, ta có thể thấy đâu là cách tư duy ưu việt hơn hẳn khi làm giàu. Tư duy số 4: chú trọng cơ hội. Khi kiếm tiền, người giàu rất coi trọng cơ hội. Họ không sợ rủi ro và dám mạo hiểm. Còn người nghèo thường ngược lại. Điều mà họ nghĩ đến đầu tiên khi cơ hội đến, đó là rủi ro tiềm ẩn trong cơ hội đó. Họ lo lắng nếu tiền không kiếm được, làm ăn thua lỗ, tổn thất nặng nề thì phải làm sao? Tư duy số 5: không ngừng tiến lên phía trước. Khi kiếm tiền, người giàu không bao giờ ngại tiền quá nhiều, họ chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn. Còn người nghèo thường chỉ cần đủ ăn đủ mặc, họ rất dễ thỏa mãn. Mặc dù biết thỏa mãn với cuộc sống là điều tốt, nhưng trong xã hội hiện nay, nếu bạn quá dễ thỏa mãn với tài sản, vậy thì tài sản bạn có thường sẽ không đủ dùng. Tư duy số 6: làm giàu từ các mối quan hệ. Người giàu làm giàu 3 phần là nhờ năng lực, 7 phần là nhờ các mối quan hệ. Ngược lại, người nghèo kiếm tiền 7 phần dựa vào năng lực, 3 phần là dựa vào các mối quan hệ. Người giàu nhận thức rất rõ tầm quan trọng của các mối quan hệ. Quan hệ chính là tiền. Quan hệ sẽ giúp mọi việc dễ bề suôn sẻ hơn. Có được những mối quan hệ chất lượng cũng có nghĩa bạn đang nắm trong tay những cơ hội kiếm tiền lý tưởng hơn người bình thường.